Hôm nay Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng một vườn bonsai. Đây là vườn cây bonsai của anh Bảy Quý. Hôm nay cũng có dịp nhân duyên Thanh Phú ghé qua thăm vườn của anh Bảy. Trước thì để chia sẻ vài tác phẩm bonsai vườn nhà. Nơi đây thì cũng một cái không gian chơi của anh. Và nơi đây là xã Mỹ Thành của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hiện tại Thanh Phú đang đứng bên ngoài để chia sẻ không gian phía trước. Rồi, và sau đây Thanh Phú đã bước vào bên trong. Để chia sẻ sơ qua vài thông tin, thì nơi đây vườn cây của anh Bảy trời cũng khá là nhiều, đặc biệt là chủng loại Hải Châu. Và anh chị em mình cũng biết là dùng Hải Châu, mà Hải Châu đảo quý vị, rất là có giá trị cao. Đấy, trước màn hình quý vị cùng anh chị em, đây là một cái không gian đã được bố trí những tác phẩm bonsai. Và trong đó thì cũng có một số tác phẩm đã thành phẩm, và một số thì anh cũng còn đang nuôi, cũng như là tiếp tục vẫn xây dựng. Tổng quan sơ khu vườn cũng khá là đẹp quý vị. Hôm nay thì Thanh Phú mời anh chị em mình cùng mãn nhãn và chiêm ngắm những tác phẩm Hải Châu. Cũng có thể nói là những tác phẩm Hải Châu không thể thiếu anh em miền Trung, đặc biệt là ở Bình Định. Và tổng quan thì Thanh Phú thấy vườn cây của anh nó cũng có nhiều cái thế dáng khác nhau, xây cũng tầm trung, và đâu đó cũng một số tác phẩm hàng xây kích lớn. Và để chia sẻ để anh chị em cùng tham quan và chiêm ngắm, bắt đầu từ khu bên này để Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm được anh Bảy xây dựng cũng khá lâu rồi, về bông tán. Sắp đến thì cũng mùa hoa trái Hải Châu. Lúc ấy thì khu vườn của anh lại rộ rên những cái sắc hoa và trái. Rồi, sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng đi vào chi tiết và ngắm một số bộ cốt của những tác phẩm Hải Châu tại nơi đây. Và anh chị em mình cùng xem và cảm nhận. Rất đẹp mắt quý vị. Và có những tác phẩm mà mang dáng dốc về thiên nhiên.
về bộ cốt có những cái cụm rừng, tất cả các những cái phần thân được thiên nhiên ban tặng. Tác phẩm này thì anh nuôi cũng khá là thuộc rồi quý vị, về râm, về tán. Một tác phẩm quá là tuyệt vời quý vị, có những cái phông dáng khác nhau. Thì đâu đó còn sót lại một số tác phẩm Hải Châu tại nơi đây và anh được lưu giữ. Thì hôm nay nhân duyên thành phố ghé qua để thăm vườn, chia sẻ cũng như review, anh chị em cùng xem và cùng ngắm. Em chào em. Đệ tử tôi là chú. Dạ. Và một tác phẩm sam trái, sam núi. Đây cũng hàng siêu to. Hiếm khi tính đến thời điểm hiện tại, chủng loại sam cũng như là Hải Châu, dòng sam núi thì rất là khan hiếm rồi quý vị. Đặc biệt đâu đó thì anh còn lưu giữ lại một số tác phẩm hàng xe to. Thành phố ướm thử cái hoành, anh chị em mình cùng cảm nhận. Và có những tác phẩm Hải Châu, những cây dáng đổ về thiên nhiên quá đẹp mắt không quý vị. Lần lượt Thanh Phú sẽ tiến xa hơn đi vào bên trong không gian chơi của anh để chia sẻ một số hình ảnh anh chị em cùng xem cũng như tham khảo. Quá tuyệt vời quý vị. Đây là có một số xây lớn Hải Châu, đặc biệt dòng xây lớn thật sự rất là khan hiếm tính đến thời điểm hiện tại. Nơi đây Thành Phú thấy anh sở hữu cũng khá là nhiều quý vị, rất nhiều chủng loại Hải Châu, cũng có thể nói là quá xuất sắc.
những cây mà dáng đổ tuyệt vời quý vị. Quá đẹp. Bắt đầu thì Hải Châu cho hoa, có một số cây đã cho hoa rồi quý vị. Sắp tới thì chủng loại Hải Châu cho ra trái thì quá là tuyệt vời. Đây là những cái bộ cốt mà anh còn đang xây dựng. Để Thanh Phú ghé qua và chia sẻ một số những cái bộ cốt Hải Châu để anh chị em cùng xem. Toàn là những tác phẩm Hải Châu, những cây Hải Châu đảo đó quý vị. Đây là một cụm rừng về thiên nhiên cũng khá là hay quý vị. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Một cụm rừng này đẹp mắt vì ở dưới này nó một cốt đi lên nhiều thân. Đẹp quá quý vị. Quá tuyệt vời. Và tiếp tục Thanh Phú mời anh chị em mình xem một cụm rừng Hải Châu siêu to quý vị. Phải nói là một cụm rừng này rất đẹp mắt. Ít khi mà anh chị em mình bắt gặp một cái cụm rừng mà nó có một cái bản vách đó quý vị. Một cái bản vách cụm rừng rất đẹp. Anh chị em mình xem nó liền cầu, liền thân. Một cái bản vách. Đa phần thì những cái cụm rừng nó xây tròn. Hiếm khi mà mình bắt gặp được một cái bản vách đó quý vị. Đấy, một cái bản vách rất đẹp. Và anh chị em mình xem và cùng cảm nhận. Nơi đây thì Thanh Phú thấy anh cũng có sở hữu một tác phẩm trang đỏ. Đây là hàng cốt lớn.
có một cái form này rất đẹp mắt. Tiếp tục thì anh vẫn còn đang xây dựng cái tác phẩm này. Nó gồm có hai thân một cốt, nó huyện vào nhau. Quá tuyệt vời quý vị. Rồi, vẫn tiếp tục Thanh Phú mời anh chị em cùng chiêm ngắm. Có những tác phẩm Hải Châu có nhiều cái dáng thế khác nhau quý vị. Phải nói là thật mãn nhãn, nhân duyên có dịp Thanh Phú ghé lại vườn bonsai của anh Bảy Quý. Sân chơi của anh cũng khá là độc đáo. Đấy, trước màn hình quý vị là hai tác phẩm Hải Châu có hai cái form dáng khác nhau, cũng là hàng xây lớn. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em cùng xem. Có những cái bộ cốt thiên nhiên quá đẹp phải không quý vị? Những tác phẩm như thế này mà sắp tới mà khi cây mà cho trái á quý vị, nó đơm hết cả một cái tán trái này thì quá chi là tuyệt vời. Và có những cái bộ cốt Hải Châu anh còn đang nuôi cũng như xây dựng. Để Thanh Phú lùi máy anh chị em mình cùng xem một cái bộ cốt Hải Châu, một cây dáng đổ treo trên cái mặt đế, nó là nó đổ móc chậu, quá là tuyệt vời. Kích thước thì tầm phải là trên 2 mét. Về thiên nhiên thì những cái bộ cốt mà nó sự co lắc. Đây, tác phẩm này thì anh đang xây dựng một số bông tán bên trên. Cái cốt đó hoành cũng khá là to. Đấy, cũng có nhiều cái bộ cốt khác nhau, có những cái cụm rừng thiên nhiên và có những cái thế gián. Đây, như bộ cốt này thì anh đang xây dựng cũng là hệ cốt to quý vị. Một tác phẩm linh sam, những cái đoạn lụa đẹp mắt.
Rồi, vẫn tiếp tục Thanh Phú chia sẻ, mời anh chị em mình cùng ngắm một cụm rừng khá là to quý vị. Một cụm rừng Hải Châu. Và có cái những cái bộ cốt cốt quái quý vị, chủng loại Hải Châu. Nó có hai cái cành lùa, bộ cốt này đẹp. Và dàn chi tán bên trên cũng khá là ổn. À, tiếp tục có một tác phẩm cũng là Hải Châu. À, thật sự mà nói mà xây này khá là khủng quý vị. Rất to. À, không gian và trưng bày trang trí cho những tác phẩm có nhiều cái dáng như thế này, anh chị em mình mà hình dung và mường tượng khi mà Hải Châu đổ trái để chiêm ngắm, thật sự mà nói là quả là tuyệt vời luôn quý vị. Tác phẩm này rất là to quý vị, Thanh Phú đã lùi hết mấy rồi. Xoay to. Và Thành Phú mời anh chị em mình cùng xem cái bộ đế. Phôm to mà đế rất là lực. Những cái phần thân, những cái đoạn co lắc. Ui, Hải Châu mà như tầm này thì phải nói là thật là khan hiếm quý vị. Và phía bên này thì cũng có rất nhiều những cốt Hải Châu đang nuôi, trong quá trình nuôi cũng như tạo tác và xây dựng. Đấy, anh chị em mình cùng xem. Rồi, Thành Phú mời anh chị em mình cùng xem. À, Thành Phú cũng lướt qua.
có những cái bộ cốt mà hải châu anh nuôi đẹp mắt quý vị. Rồi thì vừa qua cũng có dịp Thanh Phú ghé lại vườn bonsai của anh Bảy Quý, địa chỉ là Mỹ Thành, Phú Mỹ, Bình Định, thăm vườn cũng như chia sẻ vài hình ảnh cũng như một số tác phẩm bonsai tại nơi đây, một sân chơi của anh Bảy, chia sẻ để anh chị em để thưởng lãm. Và để kết thúc chương trình trên cuốn video này, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.